hậu quả của viêm nhiễm phụ khoa nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với phụ nữ của chúng ta. Thì chào mọi người, mình là Sanh Trần. Thì hôm nay Sanh sẽ chia sẻ ba cái hậu quả vô cùng nghiêm trọng sẽ ảnh hưởng đến phụ nữ của chúng ta rất là nhiều. Thì hãy xem kỹ cái video này để nghe Sanh chia sẻ nha. Quả đầu tiên trong việc bạn bị viêm nhiễm phụ khoa đó chính là nó sẽ ảnh hưởng đến đời sống tinh thần phụ nữ của chúng ta. Thì các bạn sẽ luôn cảm giác là mình bị bất an, thiếu tự tin, lo sợ, lo ngại, vì khi mình bị viêm nhiễm phụ khoa, cô bé của mình nó sẽ luôn ẩm ướt, nó sẽ cảm giác là không có dễ chịu, và có thể có mùi hôi kèm ngứa nữa, làm cho đời sống trong công việc hàng ngày của mình, trong sinh hoạt của mình luôn luôn là gặp có một cái cảm giác gì nó không có an toàn. Mình sẽ sợ mọi người biết được là mình đang vấn đề về cô bé đang có mùi hôi, đó sẽ làm cho tinh thần của mình là bị sa sút, bị stress, bị ảnh hưởng đó. Rồi nguyên nhân thứ hai của hậu quả thứ hai đó chính là nó sẽ ảnh hưởng đến đời sống vợ chồng của mình rất là nhiều. Thì khi bị viêm nhiễm phụ khoa, đời sống vợ chồng của mình thì nó sẽ làm cho có vết rạn nứt, vì cô bé của mình nó sẽ luôn khó chịu, luôn ẩm ướt kèm theo đau chát, thì quan hệ vợ chồng nó sẽ không có được thỏa mãn này. Trong mình nếu như chẳng may bốc mùi hôi thì sẽ bị tụt hứng. Rồi mình thì cảm giác lo sợ, nó là không biết chồng mình nó sẽ nghĩ mình như thế nào, do là mình vệ sinh không sạch sẽ hay là mình này nọ điều gì đó, rồi mình lại cảm bị về xe vật là hai vợ chồng thì sẽ không có quan hệ thường xuyên, rồi đó sẽ làm bị mất cảm xúc, rồi từ đó sẽ xa cách nhau, rồi nó sẽ ảnh hưởng đến đời sống vợ chồng của mình không có được hòa hợp với nhau. Từ cái việc không hòa hợp, không hạnh phúc như vậy thì nó sẽ kéo theo là việc chồng con, rồi việc quan hệ bên ngoài, việc công việc hàng ngày nữa nó sẽ không có được thuận lợi thuận tiện nha. Đó rồi cái hậu quả thứ ba đó là nó sẽ ảnh hưởng sức khỏe của phụ nữ của mình. Làm gì thì làm cho sức khỏe của phụ nữ mình vô cùng quan trọng. Nếu như mình có sức khỏe thì cái việc mà mình đi kiếm tiền hoặc là mình chăm lo gia đình, chăm lo hạnh phúc là việc nó sẽ rất là nhẹ nhàng. Còn nếu như mà mình mà không có sức khỏe thì nó sẽ như thế nào? Đó, từ việc viêm nhiễm phụ khoa thì không có sức khỏe nó sẽ làm cho phụ nữ của mình bị viêm cổ tử cung, viêm lộ tuyến nặng hơn. Từ viêm lộ tuyến độ 2, độ 3 thì nó sẽ chuyển qua giai đoạn ung thư cổ tử cung. Mà đã ung thư cổ tử cung thì dù cho mình có bao nhiêu tiền đi nữa thì cơ hội mà chữa trị nó cũng sẽ rất là thấp. Đó, cho nên cái việc viêm nhiễm phụ khoa nó kéo theo rất là nhiều ảnh hưởng. Đó, có những cái ảnh hưởng như thế này mà khi các bạn đang mang bầu bị viêm nhiễm phụ khoa thì làm cho bé sinh ra sẽ dễ bị dị tật này, dễ bị ảnh hưởng đến da này, dễ bị ảnh hưởng đến mắt này. Đó, và nếu như là bé nữ thì sẽ dễ ảnh hưởng đến viêm phòng phụ, viêm cái cơ quan sinh dục phụ nữ của bé gái này đó. Rồi chẳng may bạn bị bất nhiễm viêm nhiễm phụ khoa thì nếu như bạn mà sử dụng trường hợp ví dụ như đốt điện đi, đó thủ thuật đốt điện thì nó sẽ để lại những hậu quả vô cùng là nghiêm trọng như thế này. Đây là một cái cổ tử cung của mình bị viêm lộ tuyến, đó nó sẽ bị hoại tử đi, nó bị lõm lép đi, nó rất là nặng, và khi đốt điện thì nó sẽ làm cho cái tổ chức cổ tử cung của mình này, đó nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nặng, bị thâm này, bị giống như mà miếng thịt mà bị đốt đi vậy đó, thì sau này nó sẽ bị bóc tách các cái lớp da đó ra, thì khi mà bóc tách ra thì nó đỡ là sẹo đó, và lúc đó thì chuyện vợ chồng quan hệ nó sẽ không còn cảm giác nữa, và cái chuyện mà sinh con thì nó cũng sẽ khó khăn hơn rất là nhiều so với việc chúng ta không đốt điện. Đó là những trường hợp mà nó sẽ bị viêm nhiễm phụ khoa ảnh hưởng rất là nhiều đến phụ nữ chúng ta. Xin hy vọng rằng nếu như bạn là đang viêm nhiễm phụ khoa thì hãy ngay kịp thời đi khám phụ khoa đó, và tìm cho mình một phương pháp để chữa trị kịp thời trước khi mà để lại những cái hậu quả, những cái ảnh hưởng đó nó sẽ làm cho phụ nữ của mình vô cùng là nặng nề nha.